Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. BTS trở thành nhóm nhạc đạt nhiều part nhất trong lịch sử K-pop với 143 lần đạt Perfect on Cue, với Dynamite cùng 74 lần trước đây. BTS trở thành nhóm nhạc sở hữu nhiều lần part nhất lịch sử K-pop. Bên cạnh lượt view thì thành tích mảng nhạc số cũng là một yếu tố rất quan trọng. Với việc đạt được thành tích Perfect on Cue part của hệ thống bảng xếp hạng nhạc số cũng là một phần chứng minh sản phẩm của nhóm nhạc nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Thế nhưng part dĩ nhiên không phải là thành tích mà nhóm nhạc K-pop nào cũng dễ dàng đạt được. Dưới đây chính là những nhóm nhạc có nhiều part nhất trong sự nghiệp. Trong đó, BTS đứng đầu với 217 lần đạt part. Hạng 10, Red Velvet, 11 lần part. Red Velvet trở thành nghệ sĩ đầu tiên của SM đạt thành tích part. Ca khúc mùa hè sôi động Power Up của Red Velvet đã chính thức ẩm chọn part trên iChart vào ngày 8 tháng 8 năm 2018. Nhóm ghi nhận được 11 lần part với bài hát này. Hạng 9, IOI, 17 lần part. Bước ra từ một chương trình thực tế sống còn, nhưng IOI lại nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng Hàn. Ca khúc Very 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 phát hành vào năm 2016 đã có tới 17 lần đạt chứng nhận part. Hạng 8, Sista, 30 lần part. Các nữ thần mùa hè Sista cũng có nhiều bản hit nổi tiếng trong sự nghiệp, trong đó Gisumi đạt 23 lần part, trong đó Shakit có 7 lần chạm nóc. Hạng 7, 2NE1, 46 lần part. 2NE1 cũng đạt danh hiệu Perfect on Cue với Lonely, I Am The Best. Đây cũng được biết đến là ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nhóm nhạc nữ của YG. Hạng 6, Girlfriend, 66 lần part. Bước ra từ một công ty kém nổi tiếng, nhưng Girlfriend vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Trong sự nghiệp, nhóm có nhiều ca khúc được khán giả đón nhận nhiệt tình, trong đó có ca khúc thành công nhất là Raw với 66 lần part. Hạng 5, Big Bang, 81 lần part. Là ông hoàng K-pop, Big Bang cũng ghi tên mình vào danh sách những nhóm nhạc có nhiều ca khúc đạt thành tích Perfect on Cue nhất, trong đó bao gồm Phát Hiện 35 lần, Low Roll 15 lần, Blue 14 lần, Let's Not Fall in Love 9 lần, Loser 8 lần. Hạng 4, Blackpink 126 lần part. Dù lượng ca khúc rất ít ỏi nhưng Blackpink lại có tới 126 lần part. Trong đó ca khúc debut của nhóm Whistle có 21 lần đạt part. Do 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 có 93 lần, How You Like That là 12 lần. Hạng 3, Try 197 lần part. Try cũng là một nhóm nhạc có thành tích tốt ở mảng nhạc số với nhiều ca khúc đạt thành tích Perfect on Cue. 197 lần part của Try bao gồm Cheer Up 25 lần, TT 91 lần, Knock Knock 69 lần, Yes or Yes 12 lần. Hạng 2, Icon 204 lần part. Tháng 1 năm 2018, Icon có thành công lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc với ca khúc Love Scenario. Chỉ với một ca khúc này, nhóm nhạc nam nhà YG đã có 204 lần đạt part. Đây là một thành tích ấn tượng mà không phải nhóm nhạc nào cũng có thể đạt được. Hạng nhất, BTS 217 lần part. Nhóm nhạc nhà Big Hit sở hữu 3 ca khúc đạt Perfect on Cue trong sự nghiệp, trong đó Fake Love đạt 62 lần part, Boy With Love đạt 12 lần part. Đến gần đây khi trở lại với ca khúc Dynamite, BTS đạt được thành tích khủng với hơn 100 lần đạt part, cụ thể là 143 lần, còn có thể tăng lên trong thời gian tới. Perfect on Cue luôn là một thành tích đáng tự hào mà rất nhiều nhóm nhạc ao ước đạt được. Xin chúc mừng tất cả những nhóm nhạc đã đạt được thành tích cao trên bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc.